Có một thông tin rất vui cho những ai yêu mến những cầu thủ Anh Gia Lai, đặc biệt là Trần Bảo Toàn. Bởi vì huấn luyện viên Park Hang-seo vừa đưa ra một quyết định cực kỳ đặc biệt, đó là triệu tập bổ sung đối với Trần Bảo Toàn để thay thế cho Hoàng Xuân Tân, cầu thủ đang bị chấn thương. Và như vậy là Hoàng Anh Gia Lai đã có thêm một cầu thủ nữa, và điều đặc biệt quan trọng ở đây là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất mong muốn tận dụng cái tốc độ, sự lắt léo và sự đột biến mà Trần Bảo Toàn có thể tạo ra. Và từ bây giờ cho đến SEA Games, huấn luyện viên Park Hang-seo còn bỏ ngỏ khả năng triệu tập bổ sung một vài những cầu thủ khác, và cũng không loại trừ đó là những cầu thủ trên 23 tuổi.